Ngô Ngạn Tổ, diễn viên và đạo diễn điện ảnh Hồng Kông, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1974 tại San Francisco, Hoa Kỳ, tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Đại học Oregon, Hoa Kỳ. Năm 1997, Ngô Ngạn Tổ đến Hồng Kông phát triển sự nghiệp, được đạo diễn Dương Phàm để mắt và tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay Mỹ Thiếu Niên Chi Luyến, chính thức bước vào làng giải trí. Cùng năm đó, anh được đề cử giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 18 nhờ vai diễn trong phim Thành Phố Kính và bắt đầu thu hút sự chú ý. Từ năm 1999, anh liên tiếp đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim thuộc thể loại hành động, cảnh sát như Chai Thủy Tinh, Đặc Cảnh Tân Nhân Loại, liên tục mở rộng phạm vi diễn xuất. Năm 2001, Ngô Ngạn Tổ hợp tác lại với đạo diễn Dương Phàm, tham gia bộ phim Du Viên Kinh Mộng, do anh đạo diễn và Vương Tổ Hiền, Cung Trạch Lễ đóng vai chính. Năm 2002, anh bắt đầu hợp tác với Dương Thiên Hoa trong loạt phim hài lãng mạn Ăn Khách Tân Trà Sư Muội. Năm 2003, với vai diễn chính trong phim Kinh Dị Yêu Dạ Hồi Lan, Ngô Ngạn Tổ được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Kim Mã Đài Bắc lần thứ 40. Năm 2004, anh hợp tác với Trường Bá Chi trong phim Vọng Giác Hắc Dạ, do Nhĩ Đông Thăng đạo diễn. Cùng năm, anh tham gia bộ phim Tân Cảnh Sát Cố Sự cùng Thành Long và Tạ Đình Phong và giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Mã Đài Loan lần thứ 41 nhờ vai phản diện Quang Tổ. Năm 2005, Ngô Ngạn Tổ lần đầu thử sức lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Long Đao Kỳ Duyên. Năm 2006, anh đạo diễn bộ phim đầu tay Tứ Đại Thiên Vương và giành giải đạo diễn mới xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 26. Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận vai chính trong nhiều tác phẩm đa dạng về đề tài như Xuân Điền Hoa Hoa Đồng Học Hội, Dạ Yến, Bảo Bối Kế Hoạch, Môn Đồ, đạt được những thành công nhất định về doanh thu phòng vé. Sau trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, Ngô Ngạn Tổ tham gia tổ chức Habitat for Humanity và đến khu vực bị ảnh hưởng để tham gia hoạt động cứu trợ tình yêu cho Tứ Xuyên. Năm 2010, nhờ vai diễn trong phim Như Mộng, Ngô Ngạn Tổ được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Kim Mã Đài Bắc lần thứ 46. Cùng năm, anh bắt đầu tham gia loạt phim Cảnh Sát Hình Sự Thiết Thính Phong Vân do Trang Văn Cường và Mạch Triệu Huy sáng tác. Loạt phim này đạt được doanh thu ấn tượng. Ngày 6 tháng 4 năm 2010, Ngô Ngạn Tổ tổ chức đám cưới với bạn gái Lisa sau 8 năm yêu nhau tại Nam Phi. Năm 2011, Ngô Ngạn Tổ cùng Cổ Thiên Lạc và Cao Viên Viên tham gia bộ phim Tình Cảm Đơn Thân Nam Nữ do Đỗ Kỳ Phong đạo diễn, trong đó anh vào vai kiến trúc sư Phương Khải Hoành. Năm 2014, anh hợp tác với Trương Gia Huy trong bộ phim Tội Phạm Kinh Dị Ma Cảnh và được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 34. Cùng năm, anh đóng vai chính trong loạt phim truyền hình Mỹ Vùng Đất Ác. Năm 2015, bộ phim hài truyền Cảm Hứng Cút Ngay U Nhọc Quân mà Ngô Ngạn Tổ tham gia công chiếu. Bộ phim này được đại diện Trung Quốc đại lục gửi dự thi giải Oscar lần thứ 88 ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Sau đó, anh lần lượt tham gia các bộ phim chuyển thể từ trò chơi nổi tiếng như Wapkert và Tomb Raider, Nguồn Gốc. Năm 2017, Ngô Ngạn Tổ lần đầu tham gia chương trình thực tế về kiến trúc ngoài trời Ngôi Nhà Đẹp. Tác phẩm Một Lan Phòng do anh và kiến trúc sư Trương Hải Ngạo thiết kế đã lọt vào danh sách đề cử giải thưởng của Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh và giành giải thưởng kiến trúc toàn cầu của thể Plan năm 2018. Sau năm 2020, Ngô Ngạn Tổ tiếp tục thử sức trong nhiều lĩnh vực điện ảnh khác nhau cả trong và ngoài nước. Anh tham gia các phim tội phạm như Trừ Bạo, phim kinh dị Truy Ức Mê Cục và loạt phim truyền hình Mỹ Westworld mùa thứ tư. Năm 2023, bộ phim Tây Du ABC có sự tham gia của anh ra mắt trên nền tảng Disney. Ngày 3 tháng 8 năm 2024, bộ phim Giải Mã mà Ngô Ngạn Tổ đóng vai chính được phát hành tại Trung Quốc đại lục. Cùng tháng, chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nơi công sở tổ hợp Hoàn Hảo do Ngô Ngạn Tổ tham gia ra mắt trên nền tảng Duy Yên. Đời tư của Ngô Ngạn Tổ. Ngày 6 tháng 4 năm 2010, Ngô Ngạn Tổ kết hôn với Lisa Selenser, người mẫu mang dòng máu Lai và là bạn gái đã yêu nhau 8 năm của anh, tại Nam Phi. Ngày 30 tháng 5 năm 2013, cô sinh con gái đầu lòng Raven, tên tiếng Trung của con gái là Ngô Phỉ Nhiên. Năm 2014, Ngô Ngạn Tổ tạm dừng mọi công việc vì mẹ anh mắc bệnh nặng. Sau khi thảo luận với đối tác Lâm Kiến Nhạc, anh quyết định giải thể công ty Star X Alliance và cùng vợ con đến Mỹ để ở bên mẹ. Ngày 12 tháng 8, anh phủ nhận tin đồn rời khỏi làng giải trí trên Weibo, khẳng định rằng anh yêu thích công việc diễn xuất và chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Ngày 1 tháng 4 năm 2024, trong một cuộc phỏng vấn với Phó Ngọc Bác, Ngô Ngạn Tổ đã chia sẻ về 5 chiếc xe yêu thích nhất của mình: Honda S800, Datsun 510,
Porsche 911 đời 1988, Ferrari 250 GTO và Porsche GT3 RS. Ngô Ngạn Tổ lấy lại phong độ, nhan sắc trở về đỉnh cao, xuất hiện với hình ảnh không chỉnh sửa tại Trung Quốc. Ngô Ngạn Tổ, năm nay 49 tuổi, trong những năm gần đây liên tục bị cho rằng diện mạo đã phát tướng và không còn phong độ như trước, khiến nhiều cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, gần đây anh xuất hiện tại Thẩm Dương tham dự sự kiện của một thương hiệu với trạng thái rất tốt, nhan sắc thật của anh hiện rõ dưới ống kính không chỉnh sửa. Trên Weibo, chủ đề ở Ngô Ngạn Tổ đã lấy lại vẻ đẹp trai để trở thành tâm điểm. Anh cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, ở tuổi gần 50, việc giữ ngoại hình ở mức như hiện tại đã là tốt, và tiết lộ rằng anh tập thể dục 5 ngày mỗi tuần để duy trì vóc dáng. Lần trở lại Thẩm Dương sau 11 năm, Ngô Ngạn Tổ tỏ ra rất vui vẻ. Tại sự kiện thương hiệu, anh mặc áo sơ mi màu trơn kết hợp với quần đen và tạo kiểu tóc rẽ ngôi, khiến cả người toát lên vẻ điển trai cuốn hút. Sự xuất hiện của anh thu hút đám đông đến xem, hai tầng của trung tâm thương mại chật kín người hâm mộ mong được nhìn thấy nam thần. Ngô Ngạn Tổ cũng rất thân thiện. Anh liên tục giơ hai tay chào mọi người. Để quan tâm đến những người ở xa phía sau, anh còn nhảy lên để chào hỏi, khiến mọi người vô cùng phấn khích. Dưới ống kính không chỉnh sửa, trạng thái của anh cực kỳ tốt, ngũ quan rõ ràng, đường viền cầm sắc nét, da đều màu, vóc dáng săn chắc, toát lên vẻ nam tính trưởng thành, không hề thua kém các ngôi sao trẻ hiện nay. Dù đã gần 50 tuổi, Ngô Ngạn Tổ vẫn duy trì phong độ rất tốt. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, anh bày tỏ sự hài lòng với trạng thái hiện tại của mình và thoải mái chia sẻ bí quyết giữ dáng. Đó là chăm chỉ tập thể dục. Anh thích chạy bộ, đạp xe, luyện võ và cũng rất hứng thú học võ Brazil sau khi con gái anh đã học được 2 năm. Vì vậy, mỗi tuần anh đều luyện tập 5 ngày và chỉ nghỉ ngơi vào cuối tuần. Ngô Ngạn Tổ và vợ Lisa S đã yêu nhau 22 năm, tiết lộ bí quyết hạnh phúc dù trong hôn nhân không tình dục vẫn luôn ngọt ngào và hạnh phúc. Cô ấy là người yêu và cũng là đồng đội tuyệt vời nhất của tôi. Ngô Ngạn Tổ đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về vợ Lisa S, người anh đã yêu suốt 22 năm. Lisa S, sinh năm 1978, lớn lên tại Mỹ, xuất thân giàu có nhưng cô quyết định đến Hồng Kông theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Tại đây, cô gặp Ngô Ngạn Tổ và họ nhanh chóng trở thành cặp đôi vàng của giới truyền thông, sau 8 năm yêu nhau. Ngô Ngạn Tổ quyết định cầu hôn sau một kỳ nghỉ dài cùng Lisa S, tại Nam Phi, nơi họ đã có thời gian bên nhau mà không cảm thấy chán nản hay phiền muộn. Dù ban đầu Lisa S không tin vào hôn nhân, cô cuối cùng cũng đồng ý và họ kết hôn vào năm 2010, sau đó có con gái ra ven. Dù trong một chia sẻ vào năm 2020, Ngô Ngạn Tổ ám chỉ rằng họ có đời sống tình dục không nhiều, cả hai vẫn duy trì hạnh phúc. Ngô Ngạn Tổ cho rằng tình yêu và hôn nhân không chỉ dựa vào đam mê thể xác, mà còn là sự đồng hành và thấu hiểu lặng lẽ, bền vững qua thời gian. Sự nghiệp của Ngô Ngạn Tổ. Ngô Ngạn Tổ sinh ra trong một gia đình tri thức. Cha anh gốc Thượng Hải, là một kỹ sư, còn mẹ anh là giáo sư tâm lý học tại một trường đại học. Khi mới 5 tuổi, anh đã mơ ước trở thành tổng thống người Mỹ gốc Hoa đầu tiên. Anh yêu thích võ thuật từ nhỏ và bắt đầu học võ khi mới 11 tuổi. Trong những năm trung học, Ngô Ngạn Tổ từng nổi loạn, thích đánh nhau hơn là học hành, nhưng sự kiện mẹ anh nhập viện vì bệnh tim đã khiến anh thay đổi hoàn toàn. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Đại học Oregon, Mỹ, Ngô Ngạn Tổ đi du lịch đến Hồng Kông. Vì đã tiêu hết tiền du lịch, anh nghe theo lời khuyên của chị gái và bắt đầu làm người mẫu ảnh, hành trình sự nghiệp điện ảnh. Bước khởi đầu nổi bật. Năm 1998, khi đang làm người mẫu, Ngô Ngạn Tổ được đạo diễn Dương Phàm lựa chọn tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay Mỹ Thiếu Niên Chi Luyến. Trong phim, anh vào vai Sam, một cảnh sát đầy quyến rũ. Bộ phim này đã định hình hình tượng Mỹ Nam của Ngô Ngạn Tổ, và từ đó, tên tuổi anh luôn gắn liền với những hình ảnh soái ca, hoàng tử và nam thần. Cùng năm, anh tham gia bộ phim tình cảm nghệ thuật Thành Phố Kín, và nhờ diễn xuất ấn tượng trong phim này, Ngô Ngạn Tổ được đề cử giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 18. Năm sau, anh hợp tác với Thành Long và Thư Kỳ trong bộ phim hài lãng mạn Chai Thủy Tinh, ra mắt vào năm 1999. Cũng trong năm đó, vào ngày 18 tháng 6, bộ phim Đặc cảnh Tân Nhân Loại với sự tham gia của Ngô Ngạn Tổ ra mắt tại Hồng Kông, trong đó anh thủ vai nhân vật tên là Tạ Thiếu Gia. Đến ngày 25 tháng 11, bộ phim Tử Vũ Phong Bạo có anh tham gia cũng được công chiếu tại Hồng Kông. Năm 2000, Ngô Ngạn Tổ lần đầu hợp tác với Đỗ Đức Vĩ trong bộ phim Hành động Cảnh sát Trọng Trang Cảnh sát. Cùng năm, anh tái hợp với đạo diễn Dương Phàm và đóng cặp với Vương Tổ Hiền trong bộ phim nghệ thuật Du Viên Kinh Mộng, trong đó anh vào vai Kinh Chí Cương,
Một chàng trai phong lưu. Năm 2001, Ngô Ngạn tổ hợp tác với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim hành động Dã Thú Chi Đồng. Cùng năm đó, bộ phim tình cảm tuổi trẻ Bắc Kinh Lạc và Lộ do Trương Nguyễn Đình đạo diễn cũng ra mắt. Kể về câu chuyện của Michael, một nhạc sĩ sáng tác do Ngô Ngạn tổ thủ vai, cùng với hai thanh niên nhạc rock lang thang ở Bắc Kinh, do Thư Kỳ và Cảnh Lạc thủ vai, trong chuyến lưu diễn kỳ lạ, họ đã theo đuổi ước mơ của mình, phát triển sự nghiệp diễn xuất. Vào tháng 2 năm 2004, Ngô Ngạn tổ hợp tác với Trương Bá Chi, tham gia bộ phim hành động Ê Đê Mông Cốc do Nhĩ Đông Thăng đạo diễn. Trong phim, anh vào vai một sát thủ lầm đường lạc lối, thể hiện xuất sắc một nhân vật đứng trên ranh giới của bóng tối. Nhờ diễn xuất ấn tượng, anh được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 24 và giải Kim Tử Kinh lần thứ 10. Bộ phim này đã giúp Ngô Ngạn tổ thoát khỏi danh xưng Mỹ Nam Bình Hoa và mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp diễn xuất. Cùng năm, vào tháng 9, bộ phim hành động tội phạm câu chuyện cảnh sát mới mà Ngô Ngạn tổ hợp tác với Thành Long và Tạ Đình Phong được công chiếu. Trong phim, anh vào vai A Tổ, một kẻ phản diện với nhân cách méo mó, tàn nhẫn và cực đoan. Vai diễn này đã giúp anh thu hút được sự chú ý rộng rãi và nhận được giải nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Mã Đài Loan lần thứ 41. Bộ phim này cũng trở thành á quân phòng vé trong danh sách 10 phim Hồng Kông có doanh thu cao nhất năm 2004. Năm 2005, Ngô Ngạn tổ đóng vai chính trong bộ phim tình cảm Trường Hận Ca được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Cùng năm, anh tham gia bộ phim cổ trang chính kịch Dạ Yến do Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Năm 2006, Ngô Ngạn tổ lần đầu tiên thử sức với vai trò đạo diễn và biên kịch trong bộ phim Đầu Tây Tứ Đại Thiên Vương. Bộ phim này đã giúp anh giành giải đạo diễn mới xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 26 và giải đạo diễn mới xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Hoa ngữ lần thứ 7. Năm 2007, Ngô Ngạn tổ hợp tác với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng trong bộ phim chính kịch Tội phạm Môn Đồ, trong đó anh vào vai A Lực, một cảnh sát ngầm chưa từng mặc đồng phục, với nhiệm vụ đánh bại ông trùm ma túy A Khôn do Lưu Đức Hoa thủ vai. Cuộc đối đầu sinh tử giữa họ cùng với vai diễn của Trương Tịnh Sơ, người đóng vai một con nghiện, đã tạo nên nhiều kịch tính cho bộ phim. Cùng năm, anh cũng tham gia bộ phim hành động Thiên Đường Khẩu do Ngô Vũ Sâm làm giám chế, mang đậm tính bạo lực và tình anh em trong phong cách điện ảnh thập niên 90. Năm 2008, Ngô Ngạn tổ và Lâm Kiến Nhạc, ông chủ của Media Asia, thành lập công ty quản lý Star X Alliance và ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ như Cung Sở Lương, Doãn Tử Duy, Liên Khải, Vương Hợp Hỷ. Năm 2009, bộ phim hành động Sự Kiện Shinjuku mà Ngô Ngạn tổ hợp tác cùng Thành Long được công chiếu. Đây là lần hợp tác thứ tư của anh với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng. Cùng năm, bộ phim hành động Hình Sự Kế Hoạch Nghe Lén mà anh hợp tác cùng Lưu Thanh Vân và Cổ Thiên Lạc ra mắt, thu về hơn 10 triệu doanh thu phòng vé ngay trong ngày đầu tiên công chiếu. Bộ phim đã đẩy thể loại phim cảnh sát Hồng Kông vào thời kỳ tội phạm trí tuệ cao và lấy đề tài bí ẩn tài chính và chứng khoán làm trọng tâm của câu chuyện Nghe Lén. Tháng 3 năm 2010, Ngô Ngạn tổ được mời làm giám khảo cho hạng mục phim ngắn quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông lần thứ 34. Năm 2011, vì niềm đam mê điện ảnh và cùng chia sẻ lý tưởng, Ngô Ngạn tổ và Phùng Đức Luân công bố thành lập công ty sản xuất Diversion Picture tại Bắc Kinh. Công ty này được Hoai Brother đầu tư, chủ yếu sản xuất các bộ phim Hoa ngữ hướng tới giới trẻ. Mang phong cách trẻ trung, đa dạng và hiện đại, phản ánh cuộc sống của người trẻ đương đại và phù hợp với thẩm mỹ của họ. Cùng năm, bộ phim tình cảm đô thị Đơn Thân Nam Nữ do Ngô Ngạn tổ, Cổ Thiên Lạc và Cao Viên Viên đóng vai chính dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong được ra mắt tại Trung Quốc đại lục. Phim lấy bối cảnh văn phòng, kể về chuyện tình tay ba giữa cô gái Tô Châu Trịnh Tử Hân, chàng tài chính Trương Thần Nhiên và kiến trúc sư Phương Khải Hồng. Tháng 6, anh tham gia bộ phim lịch sử Kiến Đảng Vĩ Nghiệp do Hàn Tam Bình và Hoàng Kiến Tân đạo diễn. Tháng 8, bộ phim hành động Hình Sự Kế Hoạch Nghe Lén 2 với sự góp mặt của Ngô Ngạn tổ, Lưu Thanh Vân và Cổ Thiên Lạc được ra mắt. Phim đạt doanh thu 18 triệu trong ngày đầu tiên và hơn 100 triệu sau 6 ngày công chiếu, đồng thời lập kỷ lục phòng vé cho thể loại phim cảnh sát Hồng Kông, khẳng định sức hút của dòng phim tội phạm trí tuệ cao. Trong phim, Ngô Ngạn tổ vào vai Tư Mã Niệm Tổ, một cựu quân nhân tàn nhẫn và không từ thủ đoạn nào. Năm 2012, bộ phim chính kịch Hình Ảnh Không Rời do Ngô Sĩ Hiền đạo diễn được ra mắt. Trong đó Ngô Ngạn tổ đóng vai Lý Việt, một kỹ sư mắc bệnh tâm lý. Bộ phim này đã giành giải thưởng Thiên Sứ Vàng cho phim hợp tác Trung Mỹ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Trung Mỹ lần thứ 9. Năm 2013, bộ
bộ phim hành động tội phạm kiểm soát do Ngô Ngạn Tổ đảm nhận vai trò giám chế và đóng vai chính được công chiếu. Trong phim, anh vào vai Mark, một nhân viên bảo hiểm có hai nhân cách. Năm 2014, bộ phim tội phạm Ly Kỳ Ma Cảnh với sự tham gia của Ngô Ngạn Tổ và Trương Gia Huy được ra mắt do Lâm Siêu Hiền đạo diễn. Trong phim, Ngô Ngạn Tổ đóng vai Vương Vĩ Nghiệp, một cảnh sát tận tụy với nhiệm vụ. Vai diễn này giúp anh được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 34 tháng 6 cùng năm. Do mẹ anh mắc bệnh nặng, Ngô Ngạn Tổ quyết định tạm ngừng công việc và cùng vợ Lisa S và con gái ở bên mẹ. Công ty quản lý mà anh và Lâm Kiến Nhạc thành lập, công ty Star Alliance, cũng giải thể vào cuối tháng 7. Ngô Ngạn Tổ chính thức gia nhập bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds tại Hồng Kông. Tượng sáp của anh được tạo hình theo diện mạo trên thảm đỏ tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 64. Ngày 25 tháng 1 năm 2024, bộ phim giải mật với sự tham gia của Ngô Ngạn Tổ, Lưu Hạo Nhiên, Trần Đạo Minh và nhiều diễn viên khác chính thức đóng máy. Ngày 29 tháng 8, Ngô Ngạn Tổ phát hành ca khúc Party in Life hợp tác với Casper, phát triển quốc tế. Ngày 13 tháng 8 năm 2015, bộ phim hài truyền cảm hứng Cúc Ngay, U Ngô Ác Mộng do đạo diễn Hàn Diên thực hiện, với sự tham gia của Ngô Ngạn Tổ và Bạch Bách Hà, chính thức ra mắt. Bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện có thật đầy cảm động của nữ họa sĩ truyện tranh Hùng Đốn trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và nỗ lực sống tích cực. Trong phim, Ngô Ngạn Tổ vào vai bác sĩ Lương, một người có tay nghề y học xuất chúng. Sau khi tổ chức chiếu sớm vào ngày 8 tháng 8, bộ phim đã thu về 12,5 triệu nhân dân tệ, trở thành phim có doanh thu chiếu sớm cao nhất trong năm. Sau khi công chiếu, bộ phim đạt doanh thu 510 triệu nhân dân tệ. Cùng năm, vào tháng 11, bộ phim truyền hình Mỹ Vùng Tử Địa mùa đầu tiên do David Dobin đạo diễn và Ngô Ngạn Tổ đảm nhận vai trò đạo diễn võ thuật kim diễn viên chính được phát sóng lần đầu trên kênh AMC của Mỹ. Bộ phim kể về hành trình của dũng sĩ Sunny, người có võ công cao cường, chống lại bảy lãnh chúa và bảo vệ cậu bé Emeka có siêu năng lực trên con đường tìm kiếm miền đất hứa. Trong 3 ngày đầu phát sóng, bộ phim thu hút 8,2 triệu lượt khán giả. Ngày 10 tháng 6 năm sau, bộ phim Wap Cất, Đại chiến hai thế giới với sự tham gia của Ngô Ngạn Tổ được công chiếu tại Mỹ và đạt doanh thu toàn cầu 432 triệu đô. Tháng 3 năm 2017, mùa thứ hai của Vùng Tử Địa tiếp tục được phát sóng trên kênh AMC và tập đầu tiên đạt 4,5 triệu lượt khán giả. Trung bình mỗi tập phim có 3,6 triệu người xem, trong đó 2,1 triệu người thuộc độ tuổi từ 25 đến 54. Giúp bộ phim xếp hạng thứ tư trên nền tảng truyền hình cáp tại Mỹ. Cùng năm vào tháng 10, Ngô Ngạn Tổ lần đầu tham gia chương trình thực tế xây dựng ngoài trời ở ngôi nhà đẹp và được phát sóng trên đài Chiết Giang. Ngày 20 tháng 10, bộ phim khoa học viễn tưởng Y Siêu Bảo Địa Cầu do Dean Devin đạo diễn. Với sự tham gia của Ngô Ngạn Tổ, Gerard Butler và Jim Seger ra mắt tại Mỹ và được công chiếu tại Trung Quốc vào ngày 27 tháng 10 năm 2018. Ngô Ngạn Tổ đóng vai chính trong phần cuối của loạt phim Vùng Tử Địa mùa thứ 3 được phát sóng trên kênh AMC của Mỹ. Tổng giám đốc AMC, Charlie Coley, chia sẻ, loạt phim Vùng Tử Địa là một bộ phim chất lượng cao, đầy đam mê và nghệ thuật, mang đến tinh hoa của võ thuật, khác biệt so với các series truyền hình trước đây, và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ hàng triệu người hâm mộ. Tháng 5 năm 2019, Ngô Ngạn Tổ được mời tham dự thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72. Tháng 11 năm 2020, bộ phim hành động Cảnh sát trừ bạo với sự tham gia của Ngô Ngạn Tổ và Vương Thiên Nguyên ra mắt. Trong phim, Ngô Ngạn Tổ vào vai đại bàng Trương Chuẩn, một tên tội phạm tự phụ và đầy tội ác. Tháng 2 năm 2022, Ngô Ngạn Tổ xác nhận tham gia diễn xuất trong loạt phim mới trên Disney, được chuyển thể từ truyện tranh The American Born Chinese, Mỹ sinh Trung Quốc, với chủ đề về người Hoa, trong đó anh vào vai Tôn Ngộ Không, vua khỉ, đang tìm kiếm con trai của mình. Tháng 6 cùng năm, anh tham gia loạt phim Westworld mùa thứ tư được phát sóng trên HBO Max. Ngày 2 tháng 4 năm 2024, Ngô Ngạn Tổ thông báo tham gia bộ phim hành động With Love với sự góp mặt của Quan Kế Huy. Ngày 19 cùng tháng, bộ phim tiếp nối của hàng chiến mà Ngô Ngạn Tổ tham gia, công bố dàn diễn viên chính của dự án mới. Ngày 3 tháng 8, bộ phim giải mật do Trần Tư Thành đạo diễn và Ngô Ngạn Tổ thủ vai chính được công chiếu tại Trung Quốc. Ngày 27 tháng 8, chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống công sở Hoàng Mỹ tổ hợp với sự tham gia của Ngô Ngạn Tổ được phát sóng tập đầu trên nền tảng Douyin.
với mục tiêu lan tỏa phong cách sống tổ thức đầy thẩm mỹ.